Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ những em bé sinh từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm nay có mẹ bị nhiễm COVID-19 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng, mức hỗ trợ 2 triệu đồng dành cho những em bé có cha mẹ là F0 đã qua đời, các em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi do đại dịch. Nguồn kinh phí trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đại dịch này đã khiến nhiều trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng thể chất lẫn tinh thần, suy giảm nguồn nuôi dưỡng, phải học trực tuyến dài ngày. Nhiều em đã rơi vào cảnh mồ côi, không có người thân chăm sóc do cha mẹ phải điều trị, cách ly hoặc tử vong do nhiễm bệnh. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại địa phương thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn về bảo đảm an toàn phòng chống lây nhiễm COVID-19 cho trẻ em, ưu tiên điều trị chăm sóc trẻ em bị mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế, quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm lý xã hội cho trẻ em, phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai kịp thời, đơn giản quá thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho trẻ em thuộc đối tượng nêu trên nhận được các chính sách hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay thì cả nước đã có hơn 4 triệu người đã được tiêm vaccine mũi 2, cộng thêm trên 330.000 F0 được điều trị khỏi bệnh. Chúng ta có một nguồn nhân lực cần được giải phóng sức lao động. Chính vì thế, tại một số địa phương đã áp dụng giấy thông hành vaccine điện tử. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã vừa yêu cầu các ban ngành xây dựng kế hoạch kiểm soát dịch bệnh COVID-19 để phục hồi kinh tế, trong đó có việc sẽ ban hành giấy thông hành vaccine điện tử. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông có các giải pháp cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, theo dõi người đã có chứng nhận tiêm ngừa vaccine COVID-19 trong tỉnh và cả địa phương khác, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để ban hành giấy thông hành vaccine điện tử cho những người đủ tiêu chuẩn thay cho giấy đi đường, giấy chứng nhận kết quả âm tính. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cần phải có trách nhiệm nghiên cứu các phần mềm điện tử để kiểm soát, cảnh báo các trường hợp F0, F1 đang được cách ly tại nhà khi di chuyển, xây dựng phần mềm chuyển đổi số để doanh nghiệp dùng chung và tiết kiệm chi phí. Ngoài Đồng Nai thì nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đang tích cực áp dụng các biện pháp để kiểm soát người dân ra đường. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã có văn bản quả tóc gửi đến các sở ngành, huyện, thị về việc cho phép người đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 đủ 14 ngày được ra đường. Cụ thể, các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện khóa chặt vùng đỏ, điểm đỏ và mở rộng các vùng xanh, đồng thời xét nghiệm để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề xuất sử dụng thẻ xanh COVID-19 cho phép người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức kiểm soát dịch từ sau ngày 15 tháng 9 tới đây. Dự thảo mà Sở Y tế đưa ra, trường hợp được sử dụng thẻ xanh COVID-19 bao gồm người tiêm 2 mũi vaccine và đủ thời gian tạo kháng thể, người nhiễm COVID-19 đã khỏi trong vòng 6 tháng. Theo đó, nếu áp dụng chỉ thị 15, F0 khỏi bệnh, người tiêm đủ 2 mũi dưới 65 tuổi không bệnh nền, được đi học, đi làm, du lịch, công tác ở trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động tại nơi công cộng. F0 khỏi bệnh, người tiêm đủ 2 mũi trên 65 tuổi có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người tiêm 1 mũi được tham gia các hoạt động nơi công cộng ngoài trời, đi học, đi làm nhưng hạn chế tiếp xúc nhiều người, có thể đi du lịch, công tác trong nước nhưng cần tuân thủ 5K, giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp. Trong điều kiện thực hiện chỉ thị 16, F0 khỏi bệnh, người tiêm đủ 2 mũi dưới 65 tuổi không bệnh nền được tham gia các hoạt động nơi công cộng như siêu thị, bệnh viện, phòng khám, đi học, đi làm, công tác trong nước. F0 khỏi bệnh, người tiêm đủ 2 mũi trên 65 tuổi có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người chỉ tiêm 1 mũi vaccine hạn chế tham gia các hoạt động nơi công cộng, được đi học, đi làm, hạn chế tiếp xúc với nhiều người, tuân thủ 5K và giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét. Trong bối cảnh COVID-19, lực lượng y tế tại tuyến đầu đang phải làm việc quá tải và đối mặt với nguy cơ dịch bệnh mỗi ngày. Trung bình một bác sĩ điều dưỡng đang chăm sóc 140-150 bệnh nhân COVID-19. Thế nhưng mức thu nhập của họ chỉ vài triệu đồng một tháng, phụ cấp cao nhất cũng chỉ 300.000 đồng một ngày. Để kịp thời động viên hỗ trợ cả tinh thần và vật chất cho các y bác sĩ, Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét thông qua chế độ phụ cấp đặc thù chuyên môn, chế độ ăn và sinh hoạt đối với lực lượng y tế. Trong thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ xem xét các chế độ chính sách cho các cán bộ y tế cơ sở, cán bộ y tế làm công tác dự phòng với những điều khoản về hỗ trợ, đào tạo, thu hút cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên, đặc biệt chú trọng việc hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng cán bộ y tế cơ sở và y tế dự phòng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét các chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản tại những vùng miền núi khó khăn. Trước đó, theo kiến nghị của Bộ Y tế tại Nghị định số 58 của Chính phủ ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2021, Chính phủ đã phê duyệt các chính sách phụ cấp đặc thù đối với cán bộ tham gia công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, áp dụng chế độ trong thời gian tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 đối với học sinh, sinh viên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, khối ngành y dược, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách, gồm chế độ bồi dưỡng chống dịch và chế độ tiền ăn, chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian ở lại nơi tình nguyện.
Vâng, trong những ngày này, trong các con hẻm, ngoài đường hay là các khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh thì không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính cần mẫn đẩy những xe hàng này, khuân vác hàng, thậm chí là ngồi bệt ở dưới đất để soạn từng đơn hàng, rau củ quả để đi giao cho những người dân. Cũng nhờ có những người lính và các cán bộ địa bàn cũng đã đỡ vất vả hơn rất nhiều. Tiến độ công việc chăm lo an sinh cho người dân thì cũng đã được đẩy nhanh hơn tiến độ. Vâng, vừa rồi thì chị Tú Anh cũng đã chia sẻ rất nhiều những cái công việc ý nghĩa của các chiến sĩ bộ đội nơi tâm dịch thưa quý vị. Và còn ngày hôm nay thì tôi muốn mang đến cho quý vị một câu chuyện xúc động khác từ những người lính áo xanh của chúng ta. Đây là hình ảnh được ghi lại tại một cái lớp học giải chiến được thành lập ngay tại một cái sảnh chung cư, đúng không ạ thưa quý vị? Sảnh chung cư 1050 phường 12 quận Bình Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh. Một chiến sĩ của chúng ta, vâng thưa quý vị, đang thay các bậc phụ huynh quản lý lớp học và trực tiếp giúp đỡ các em nhỏ giải quyết thắc mắc khi mà các em vướng mắc trong cái khâu bài tập của mình. Vâng ạ, thật sự lớp học này rất là nổi tiếng và chúng ta thì cũng có thể thấy rằng là hình ảnh những anh bộ đội này hướng dẫn các em nhỏ học, và đây là một lớp học mà được gọi là dã chiến đúng nghĩa. Chúng ta không thấy có bàn, có ghế đúng không ạ? Mà ở đây thì chúng ta thấy là các anh bộ đội trực tiếp dạy những em nhỏ bằng những chiếc điện thoại thông minh trên những chiếc ghế đá. Và như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là nhờ có những anh bộ đội mà việc học của hơn 30 em học sinh nhỏ ở đang sống ở vùng đỏ trở nên dễ dàng hơn, và đây cũng chính là sáng tạo của tổ phụ trách ở chung cư kết hợp với các chiến sĩ bộ đội để giúp các em nhỏ duy trì được việc học tập online. Những ngày này, sảnh chung cư 1050, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu được trưng dụng làm lớp học dã chiến với sự xuất hiện của 35 em học trò nhỏ. 35 học sinh tham gia lớp học dã chiến đều sinh sống ở vùng đỏ, do nơi ở là vùng nguy cơ rất cao nên địa phương buộc phải tạm di rời các em lên chung cư 1050 để ở tạm. Trong phòng có internet à? Con xuống đây con học trước một số kiến thức thôi, chuẩn bị một số năm học mới. Dù ở đây không có bàn ghế nhưng cô chú đã cho con một chỗ học vậy là con rất là vui. Đặc biệt lớp học dã chiến còn có sự xuất hiện của các chú bộ đội để thay phụ huynh hỗ trợ các cháu bé trong quá trình học tập. Mỗi lần thiết bị học trực tuyến gặp sự cố, chú bộ đội đều nhanh chóng hỗ trợ kịp thời. Hoặc khi có bài khó, các chú cũng sẵn sàng giúp các học trò nhỏ giải thích. Cái khó khăn nhất mà khi tổ chức lớp học này thì hiện tại thì cơ sở vật chất thì vẫn còn thiếu thốn. Như các bạn đã thấy rồi, thì hiện tại là các em phải sử dụng ghế đá. Trong khi đó, ban tổ chức chúng tôi sẽ có cái là vận động thêm các cái bàn để tạo điều kiện tốt cho các em tham gia học tập tốt trong thời gian tới. Vâng, thì hoạt động này cũng có ý nghĩa. Và trong quá trình mùa dịch này thì nó cũng khó khăn cho việc học tập đến trường rồi. Cho nên là việc học như việc học giải chiến này thì một phần thì giúp cho các em này thì bước đầu tiên sẽ nắm được kiến thức. Được biết do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nên trước đó Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và quận Bình Thạnh tổ chức vận động đưa người dân đang sinh sống tại các khu nhà trọ, nhà lụp sụp ở hẻm sâu, nhà ven kênh rạch vào sống tạm ở nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa, phường 27 và block P, chung cư 1050. Nhờ lớp học dã chiến, nhiều học sinh đã tham gia học tập trực tuyến với bạn bè và phụ huynh cũng thấy an tâm hơn về việc học của con trong đại dịch. Vâng, thưa quý vị, với sức trẻ và sự nhiệt tình không quản ngại khó khăn thì các chiến sĩ của chúng ta đã mang lại những ấn tượng sâu sắc với người dân, thể hiện mối quan hệ gắn kết gần gũi và tình keo sơn gắn bó giữa quân với dân để cùng hướng đến mục tiêu chung, đó chính là chiến thắng được đại dịch Covid-19. Vâng, còn tiếp theo, Nông thôn Chuyển động sẽ là một cẩm năng sức khỏe và chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị là cách dùng tới gói thuốc điều trị bệnh nhân F0 khi mà bắt đầu có những triệu chứng trở nặng. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 100.000 F0 đang được cách ly tại nhà, và với phương châm là không bỏ ai lại phía sau, nhiều ngày qua Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phát thuốc túi an sinh đến tận nhà F0 thông qua hệ thống trạm y tế lưu động. Nhờ những túi thuốc này, các F0 đã và đang có thêm động lực để chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Vâng, trong những gói thuốc mà lực lượng y tế đã chuẩn bị cho các F0 điều trị tại nhà thì sẽ chia ra có gói thuốc A, gói thuốc B. Trong đó thì gói thuốc A là các thuốc thông thường dành cho những F0 có triệu chứng nhẹ, bao gồm là thuốc hạ sốt hay là vitamin. Còn gói thuốc B thì chứa thuốc kháng viêm này, kháng đông và chỉ dùng cho F0 bắt đầu có những triệu chứng nặng. Vâng, và theo đó thì chúng ta được biết là gói thuốc A khá là dễ dùng thưa quý vị. Thuốc bổ nè, bệnh nhân chỉ cần uống hết toa, thuốc trị triệu chứng thì có triệu chứng gì thì dùng theo triệu chứng đó theo đúng chỉ dẫn. Còn gói thuốc B thì người bệnh sẽ phải cần ghi nhớ một số lưu ý nhất định trước khi về sử dụng. Cụ thể đó là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay quý vị nha.
1. Trong gói thuốc B là các loại thuốc cần dùng theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Vì vậy, khi người bệnh nghĩ mình cần phải dùng tới gói này, nên liên hệ với cán bộ y tế. Y tế địa phương chưa gọi được thì gọi các tổng đài như 1022, tổng đài tư vấn của các bệnh viện. 2. Khi dùng gói thuốc B, người bệnh nên uống sau khi ăn và uống đúng liều. Lưu ý có loại uống tới 12 viên một lần, vì là thuốc sản xuất cho trẻ con, người lớn dùng được nhưng dùng nhiều viên thì mới đủ liều. 3. Khi cần, có thể dùng thêm thuốc dạ dày nếu có biểu hiện đau dạ dày, không nên cố chịu đựng. 4. Gói thuốc B chỉ dùng từ 5 đến 7 ngày. Nếu vẫn thấy chưa ổn sau 5 đến 7 ngày, nên nhờ bác sĩ tư vấn. Các thuốc trong gói B nếu mua nhiều, uống quá liều, có thể dẫn tới nhiều tác dụng phụ không mong muốn. 5. Dù người bệnh có dùng gói thuốc B hay chưa, thì việc theo dõi SpO2, nồng độ oxy trong máu và triệu chứng thở nhanh vẫn phải thực hiện, thở trên 20 lần một phút để kịp thời gọi y tế.